khu vườn thanh âm. Xin kính chào quý vị và hân hoan chào đón quý vị trở lại cùng với khu vườn thanh âm. Thưa quý vị, chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty truyền thông Bì phối hợp. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 trên kênh HTV7 ngày chủ nhật hàng tuần. Yeah. Hôm nay chúng ta có một gương mặt chắc cũng cũ dữ. Dạ, yeah, vì em quá yêu quý chương trình em vẫn xuất hiện ở đây thì rất mong là mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ em. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, yeah. Còn Huỳnh Tú thì sao? Em cảm giác rất là vui và gặp lại được những người anh, người bạn, người em mà lâu nay cũng lâu lắm rồi mà mình chưa được gặp, được để được cùng ngồi xuống để mà cùng chia sẻ tâm sự với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, trong con đường nghệ thuật như thế này. Lục Huy. Vâng, ngày hôm nay thì em rất là vui, đang hào hứng không biết là ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta chủ đề sẽ là gì và sẽ cùng được ngồi cùng với các anh chị để các anh chị truyền cho em rất nhiều kinh nghiệm làm nghề quý báu ạ. Ui chà, cũng là không dám lắm. Và thưa quý vị, khu vườn Thanh Nam chào đón tiếng hát đầy nội lực Hakuta Dũng Hà. Chào anh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình khu vườn Thanh Nam. Đây là lần đầu tiên mà Hakuta xuất hiện và mình cảm thấy dạo gần đây mình rất có duyên với những cái gì đó liên quan đến thiên nhiên, cây cỏ. Và ngày hôm nay thì hy vọng là sự xuất hiện của Hakuta cũng sẽ đem đến rất là nhiều những cái không gian thú vị cho tất cả quý vị. Dạ. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề rất đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ thế hệ mới. Và nhạc sĩ mà chúng tôi muốn nhắc tới trong chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Yeah. Khi nghe đến tên này thì quý vị có những thông tin gì về Nguyễn Phúc Thiện không ạ? Nguyễn Phúc Thiện là em trai của anh Nguyễn Phúc Thạch Only C. Chính xác. Yeah. Lục Huy thì sao? Dạ, theo như em nhớ thì anh Nguyễn Phúc Thiện đã có một cái bài hát rất là nổi tiếng, đấy chính là bài Bông Bông Bang Bang. Bông 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 bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bông 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 bang bang chờ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bây giờ thì có vẻ là lượt view vẻ đang rất là khủng. Mà bài đó không những là em nghe mà con em, tới đời con em nó nghe luôn rồi, thuộc luôn. Gọi là bài hát tới giờ cơm đúng không chị? Thuộc luôn. Thiện chắc là một trong những nhạc sĩ mà bây giờ là có những bài hát gọi là cứ bài nào ra là đa số là on top trending. Thiện ơi, nếu Thiện có coi chương trình hãy viết cho Ali một bài nhé. Yeah. Và thế mạnh của Thiện là pop, dòng nhạc pop. Còn anh Hakuta, anh có biết nhiều về Thiện không? Anh thực ra thì anh chưa có gặp Thiện trực tiếp ở bên ngoài bao giờ. Nhưng mà có một cái chuyện là hồi lúc trước anh làm ở bên đài phát thanh á, thì mặc dù đã gặp bạn Only C là Nguyễn Phúc Thạch rất là nhiều lần rồi, nhưng mà anh vẫn bị một cái quan điểm trong đầu, anh bị nhầm tưởng là Thạch là Thiện. Có nghĩa là anh nghĩ đó là một người, sau này thì anh mới biết là hai anh em. Xong rồi anh còn nghe có thông tin vui 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 bên lề là trong gia đình còn một người nữa là Nguyễn Phúc Thịnh. Ủa, cái thông tin này đến từ đâu vậy anh? Thông tin này từ đâu vậy? Thưa quý vị, thông tin đầy sai lệch này đến từ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Còn anh Cường thì sao ạ? Với anh thì nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện là một người như thế nào? Anh chưa có cơ hội được tiếp xúc với Thiện nhiều, nhưng mà có kết bạn, có theo dõi cái quá trình mà bạn làm việc thì cảm thấy là bạn rất là chuyên tâm với lại cái công việc sáng tác, và mỗi một cái sáng tác của bạn đều mang đậm cái dấu ấn của Nguyễn Phúc Thiện, cho nên là rất là ngưỡng mộ nhất là những cái lượt view trong những cái sản phẩm của bạn. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ có một hành trình cảm xúc đầy tuyệt vời ngày hôm nay qua những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Để đến với ca khúc đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với dữ liệu là một video clip. Vinh đang cần một người đàn ông để làm bạn trai, chứ không cần một thằng con trai đang tập làm đàn ông. Anh ơi, em xin lỗi. Trò chơi nào cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Wow, rồi mọi người có biết về bộ phim này không ạ? Dạ em có coi, mọi người có coi không? Dạ. Thực ra thì tất cả các bộ phim Việt Nam
anh chỉ được coi trailer và những cái đoạn cut ra thôi, chứ không có được coi full. Nhưng mà đây cũng là cái bài mà gây cho anh sự hiểu lầm nhiều nhất, là vì khi anh coi cái MV của bài hát á, thì đó, anh cứ mặc định trong đầu là Thiện là Thạch. Tại vì Only C cũng đã thể hiện cái phần trình diễn của mình qua cái MV này. Đây là một trong những hiện tượng của phòng vé Việt Nam mà có thể gọi là lớn, rất là lớn, và cũng đã gây ảnh hưởng rất là nhiều. Thì theo đó, thường một bộ phim thành công thì nhạc phim cũng sẽ trở nên rất là dễ hit. Và thưa quý vị, ngay bây giờ Hàm Lê Trương sẽ hát lại bài Yêu Là Tha Thu tặng quý vị để mở đầu chương trình. Xin mời anh. Tìm nhớ nhung rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc khi em đến ngày hôm ấy, một người đang đứng gần ngay kế bên vội cầm bàn tay em lôi đi nhanh trước mặt của anh lúc đấy. Mơ dần rồi biến mất, rồi nhiều lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa. Dần lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, đừng buồn một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muốn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau. Sẽ mai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hay ta từng đi qua. Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa. Giận lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói, đừng buồn một người không nhớ đến ta. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muốn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau. Sẽ mai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Cớ sao ta vội muốn cách xa, tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau. Sẽ mai đã đang kề cạnh ta lúc đó. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua.
đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Mọi người có quan điểm như thế nào về yêu là phải tha thứ? Dạ em nghĩ là chắc là trong câu chuyện tình yêu thì cái chuyện tha thứ nó phải xuất phát từ sự chân thành đó nha. Nghĩa là đừng tha thứ xong rồi vẫn ra cái vẻ là không có ưa hay là cái gì đó. Là vẫn tha thứ nhưng mà mình để bụng. Đó, cái kiểu em rất là sợ kiểu đó, tha thứ luôn đi, cho nhau một thêm một cơ hội gì đó. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện nó không quá mức gọi là khiến cho người khác, người đối phương bị tổn thương. Dạ. Nhưng mà em có một cái quan sát như thế này nha. Thường á, mình tha thứ cho người dưng á, nó dễ. Còn cái người mà thật sự mình có liên kết sâu sắc mà mình bị đau vì họ, mình cực kỳ khó tha thứ. Có những cái mình nói là tha thứ nhưng mà tận sâu trong lòng mình thì đó giống như là một cái để mình luôn luôn nhắc nhở mình. Nếu như có cơ hội hai người vẫn còn tiếp tục cái mối quan hệ, chẳng hạn như là bạn bè, thì mình sẽ bằng một cách nào đó mình sẽ để cho người ta thấy những gì mà chúng ta đã làm cho nhau. Nếu như vô tình họ có gây ra những cái tổn thương đó, mình sẽ cho họ hiểu một cách ngọt ngào nhưng từ từ cay đắng. Từ từ cay đắng. Còn lần gần nhất mà Huy tha thứ là khi nào? Dạ, đối với em thì nếu mà em được người ta xin lỗi thì em sẽ tha thứ ạ. Còn nếu người ta không xin lỗi thì em sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng mà chuyện, ví dụ một cái chuyện gì đó nó khiến em quá tổn thương thì sao? Mình có chấp nhận được không? Đối với cá nhân em thì em thấy là nếu mà họ đã thực sự đủ chân thành và kiểu họ đã nói ra cái lời xin lỗi mà mình cảm nhận được cái điều đấy là chân thành ấy, thì em sẽ hoàn toàn sẵn sàng để quên đi. Nếu mà mình nghe mình cảm nhận cái lời xin lỗi nó không chân thành, hoặc là mình cảm thấy rằng là người này không hề có ý định xin lỗi mình, hoặc là đối với họ thì đó không phải là lỗi lầm, thì có lẽ là sẽ khó tha thứ và nó sẽ dai dẳng lâu hơn. Không, nhưng mà ví dụ một trường hợp nữa là cũng là một người đó đi, dạ, gây lỗi với em nhiều lần nhưng mà lần nào cũng chân xin thành lỗi. Cũng xin lỗi chân thành như vậy rồi sao? Dạ em chưa trải qua, em chưa biết ạ. Thì ra tôi nghĩ là có một cái cách để mà mình có thể dễ dàng tha thứ, đó chính là mình sẽ đặt lên bàn cân những điều tuyệt vời mà mình đã từng có với họ trước đó, để coi là cái nào nó nặng hơn. Nếu như mà những gì tốt đẹp nó nặng hơn thì mình tha thứ, đúng không anh? Anh cũng nghĩ vậy. Với lại có một cái nữa, có một ý nữa anh cũng muốn nói là thực ra cái việc mà khi mà chúng ta có cơ hội để mà tiếp tục có mối quan hệ với lại những người yêu cũ, thì đôi khi cái việc mà chúng ta ở bên cạnh, chúng ta không phải là lúc nào cũng nhắc lại cái chuyện cũ, mà chúng ta sẽ cùng họ. Nếu như họ có xảy ra một cái trường hợp giống như vậy, mình sẽ là người nhắc cho họ hiểu rằng là à, cái này nó đã đến như thế nào, đã từng xảy ra như thế nào. Đôi khi chúng ta có một cái thói quen là chúng ta cứ sống theo cảm xúc của mình, và chúng ta sẽ dễ dàng gọi là cảm thấy là được thoải mái khi mà cái người yêu cũ của mình lại đến nói chuyện với mình nữa, mặc dù mình đã từng tổn thương họ, hay là chúng ta lại tiếp tục có những mối quan hệ, thì chúng ta hay bị cái giống như là chủ quan á. Có nghĩa là chắc là cái lỗi lầm đó nó đủ tha thứ, thì khi họ vô tình lặp lại cái điều đó họ sẽ quên mất, thì mình ở cái bên mình nhắc họ nhẹ nhàng thôi. Wow. Trời ơi, anh làm em nhớ một cái câu hát rất là hay của thần tượng của em, đó là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Anh có viết là nếu anh có sai hãy nhắc anh ngày xưa, nhớ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất. Trời hay quá. Mời quý vị cùng đến với dữ liệu thứ hai để chúng ta có thể đoán ra bài hát mà chúng tôi muốn nhắc tới. Biển cấm không mấy khỏe đoán được không? Stop. Khỏi tim. Stop. Một cái hình cuối là cái gì ạ? Em không nhìn thấy cái hình cuối là cái gì. Khỏi yêu. Khỏi yêu. Thật đó hả? Bạc khỏi. Cái cuối là cái cuối là khổ sở hay sao nè? Sở. Sao em nhìn ra cái chân rồi ta? Thì đúng rồi, bạn đang ngồi ôm chân. Mệt mỏi rồi. Dừng trái tim. Ngừng yêu ra biển ngồi. Giống bài Hãy đưa em ra biển của Bác Bảo Chấn. Trời ơi. Sao, khó gì ta không? Anh này là anh chịu rồi đó. Anh rất là dở trong việc đoán tên cái bài hát. Có thể do tuổi đó anh. Ủa?
đừng yêu nữa, không em bỏ gối khóc hu hu đây nè. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Đừng yêu nữa, em mệt rồi. Trời đất ơi. Mọi người có bao giờ từng nói câu này không? Trời ơi, em nói hoài luôn. Em chưa đến rất mệt ạ. Có vẻ Huỳnh Tú đến với chương trình này với rất nhiều những tâm sự. Thật ra là Trương thấy như vậy mới là hạnh phúc á, bởi vì một cái tình yêu mà nó vẫn còn thì nó mới gây ra tiếng động, đúng không? Yeah, đúng, chính xác. Nó phải gây ra tiếng động, còn hết yêu người ta chỉ có im lặng rời đi thôi. Dạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là đừng yêu nữa, em mệt rồi. Nhưng chị đừng mệt. Và tiếng hát Huỳnh Tú. Đã bao giờ anh nghe có vài điều khi yêu, một là không nói dối, hai là không nói dối nhiều lần. Cớ sao toàn thấy nước mắt, cớ sao toàn những vết cắn. Có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu, cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra? Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra. Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ nên là anh chẳng muốn vô về. Chọn con tim ấy đớn đau nhiều lắm anh biết không? Cứ cho đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói em nghe. Với trái tim ưu tư vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng. Đừng mệt nữa nha. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói?
Còn hát xong là nữa, mình thấy mình thoải mái hơn được chưa ạ? Ok mà đúng không nhỉ? Lần gần nhất mà mọi người cảm thấy mình mệt mỏi, không hẳn là trong tình yêu nha, trong cuộc sống thôi. Em thấy chị nhất. Tú gần lắm nè. Hồi này biết rồi, mới nãy luôn. Ali thì sao, lúc nào cũng vui vẻ, cười nói. Dạ thật ra mọi người thấy em vui là tại vì em đi quay thôi. Thật ra thì có những lúc em cũng mệt lắm, chẳng hạn như em đi tập gym. Chẳng hạn là khi mà em rèn luyện thể thao, tại vì nó không phải là bộ môn em thích, nhưng mà vì công việc, vì mọi thứ em phải cố gắng để em cải thiện về ngoại hình của mình. Đó là một cái mệt. Cái thứ hai đó là chính là em mỗi một tháng có một đống cái bill để em phải thanh toán. Cái mệt thứ ba là hiện tại em vẫn đang không có người gọi là cùng với mình để mà có thể chia sẻ tâm tư trong cuộc sống, bởi vì lâu quá rồi em không được yêu và em cũng không có cảm thấy em yêu được ai hết. Anh nghĩ tất cả các anh chị em ở đây, mọi người đều cũng sẽ có những cái đoạn mệt giống như nhau. Chúng ta cũng đi hoạt động, chúng ta cũng làm việc bên ngoài rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta đến một chỗ nào đó hay đến một cái địa điểm nào đó, chúng ta kết nối được với lại khán giả, họ phản ứng rất là tốt, họ rất là thích cái phần biểu diễn của mình. Thay vì mình cảm thấy rất là hạnh phúc thì họ sẽ chia sẻ thêm là tại sao từ đó đến giờ không thấy anh ở đâu, hay là tại sao anh nghỉ lâu quá, trong khi là cái hoạt động của mình nó vẫn như vậy. Đối với Hakuta trong thời điểm này, đó là cái mà mình làm cho mình cảm thấy hơi mệt, nhưng nó là cái động lực để cho mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Cái này em phải bin, cái này em phải có một quan điểm để em nói về cái vấn đề này. Thật ra có rất là nhiều người họ rất giỏi, họ rất là tài năng trong cái lĩnh vực của họ, nhưng họ không chọn theo hướng truyền thông nhiều. Thì anh là một trong những người như vậy. Em nghĩ là không phải là mình không xuất hiện, mà tại vì mình không có một cái sự giao tiếp với lại social nhiều. Khi mà chúng ta phải đối diện với những cái sự so sánh hàng ngày, hay là chúng ta thấy được rằng là tất cả mọi người đều cố gắng, nhưng tại sao xung quanh mọi thứ có vẻ giống như là công việc nó được suôn sẻ, mặc dù chúng ta không biết được bên trong sẽ như thế nào, nhưng nó cũng là một cái yếu tố mà khiến cho tại sao trong cái thời điểm này có rất là nhiều người trẻ họ bị căng thẳng nhiều hơn. Thì đó là cái mà một phần khi mà vô tình cái tài khoản mạng xã hội của anh nó bị vô hiệu hóa, thì mình lại được một cái quãng thời gian để mà mình nhìn ra bên ngoài nhiều hơn, mình kết nối với những người bạn của mình ở bên ngoài và mình được nghe những cái chia sẻ của họ. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái nó khá là thú vị. Thiệt ra là em cực kỳ đồng cảm với cái điều mà anh vừa nói. Hôm nay mình ngồi với mọi người ở đây vui vẻ nói chuyện, nhưng thực chất là Trương vừa mới trải qua cũng phải 2-3 tháng cho một cái chứng gọi là rối loạn lo âu. Bởi vì sau một cái ca mổ của Trương thì Trương có cảm giác là tại sao mình cứ bệnh hoài á. Mình cảm thấy rất là buồn, và có những cái đêm mà mình cứ ngồi mình kéo hết màn lại, không tiếp xúc ánh sáng luôn. Và bắt đầu mình nhận ra đó là một cái rối loạn lo âu, mình bắt đầu phải đứng lên để tự chữa trị. Khi mà em ra sân khấu thì khán giả là người cứu em. Chính cái sự đại cộng hưởng đó nó đã vực mình dậy, mình trở lại bình thường và bắt đầu có thể sống lại cuộc đời của mình một lần nữa. Thực ra thì Hakuta nghĩ đây là những cái chia sẻ mà không phải là các anh em qua cái chương trình để mà muốn cho khán giả có thêm được cái sự đồng cảm, mà chẳng qua là chúng tôi chỉ muốn nói là bất cứ một cái công việc nào thì ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng cần phải cân bằng cái sự kết nối cảm xúc của mình ở trên mạng xã hội và với những người xung quanh thật. Bởi vì có những người bạn chúng ta cứ mặc định là sẽ hiểu họ rất là nhiều, nhưng mà đến khi một ngày đẹp trời họ xảy ra một cái biến cố và mình bàng hoàng, mình không hiểu tại sao họ không nói những cái chuyện đó với mình. Nha, chính xác. Tại vì em đã từng gặp một vài đồng nghiệp và em biết họ bị rối loạn lo âu. Lúc đó em còn nghĩ trong đầu là tại sao có thể như vậy, đúng không? Tại vì cuộc đời này đẹp quá mà, có bao giờ mình có thể rơi vào trường hợp như vậy đâu. Y như rằng sau đó không tránh được. Nhưng mà rất may mắn là có những cái người bạn đồng hành để cùng mình vượt qua. Ali định nói gì anh Trương? Không, ý là em tính hỏi Huy, tại vì thấy Huy ngồi chỉ nghe, muốn Huy nói thêm một đôi chút về cái hành trình làm việc cùng sự nghiệp của Huy. Thực ra nếu mà nói trong khoảng thời gian gần đây thì em cũng có một cái mệt mà em nghĩ là chắc là ai mà ở độ tuổi em thì cũng trải qua, đấy là cái peer pressure ấy. Tức là cái áp lực đồng trang lứa ấy. Nhất là em cảm thấy rằng là đây là cái thời điểm 4.0 mà công nghệ nó phát triển quá mạnh mẽ đi. Và có mỗi một ngày thì có rất là nhiều những cái bạn tài năng xuất hiện. Và thực sự thì mình cũng đang ở cái giai đoạn trông tranh, mình cũng chưa biết là mình sẽ định hướng như thế nào cho cuộc đời của mình.
Nên là cái việc mà mình quyết định là mình sẽ đi đâu và mình sẽ làm gì là một cái mà em rất là trăn trở. Thì anh lại nghĩ là những bạn cùng lứa với Huy thì lại dễ gọi là tiếp nhận cái sự đó hơn, và mình sẽ có cái gọi là cái sự phản kháng, cái sức đề kháng nó mạnh hơn chứ. Đúng không? Dạ không, em nghĩ trong thời điểm này các bạn trẻ tại vì xuất hiện quá nhiều và mỗi ngày thì thông tin giống như một cái cách mà mình lướt thì mình trôi qua cái thông tin nó quá dễ dàng ấy, mình cập nhật được rất là nhiều cái luồng thông tin đi vô, cho nên là giữa cái việc mà tụi em có giữ được cái lửa hoặc là tụi em có giữ được cái sức hút đối với khán giả hay không thì nó cũng là một cái bài toán rất là khó của nghệ sĩ trẻ. Mà đã vậy mọi người còn quên nhanh nữa. Một hai tháng thôi là thôi mình tới bài hát tiếp theo, đây là dữ liệu ạ. Ok. Đâu giọt giọt nước mắt rơi, hạt cây trổ mầm. Cái này là ho. Em bé bị ho. Không biết là kiểu đang là ho để trưởng thành à mọi người. Đây có hợp cái lý. Cái bài gần giống đâu, rồi đó, cái bài gần giống. Gần đúng rồi đó. Để trưởng thành hả? Có gần đau, đúng rồi đó. Đang bị đau đúng không? Đau để trưởng thành đúng không? Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Yeah, đau để chính xác thật. Rồi. Bài này thì thực ra lúc đầu là anh Nguyễn Minh Cường có chọn cho Ali một bài hát khác, nhưng mà vì bài hát đó thì Ali hát quá nhiều rồi, cho nên là em muốn thử thách bản thân mình hát một bài hát mà em thích. Thì ngày hôm nay xin mọi người cùng thưởng thức một ca khúc mà Ali nghĩ là ai cũng phải trải qua trong đời, được mang tên Đau để trưởng thành. Dạ. Khóc, khóc thật to mỗi anh
anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã qua muôn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người. Là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời, khi yêu chỉ cần như thế. Chia tay có khi làm mình lớn lên. Khóc thật to mỗi anh nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Dòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đâu. Hay quá. Thank you ạ. Miệng thì nói ế mà hát nhạc tình yêu hay dễ sợ. Nói là một chuyện mà hát nó là một chuyện khác. Định nghĩa của mỗi người về trưởng thành. Dạ em cũng đang trong cái giai đoạn gọi là học để trưởng thành, nên là em cũng chưa biết chính xác cái định nghĩa đấy là như nào. Nhưng mà em nghĩ có lẽ là bước đầu tiên đối với em đấy là chấp nhận những cái cảm xúc của mình trước đó. Ý là mình biết cách chấp nhận những cái điều đến với mình, dù là vui buồn, tốt xấu gì thì mình cũng nhận nó hết, và mình trải qua nó, và mình tìm cách đối diện trực tiếp với nó thay vì trốn tránh. Thì em nghĩ đấy là bước đầu tiên trưởng thành. Trưởng thành là đối diện và chấp nhận. Với Trương thì trưởng thành là nhận được mình sai. Lúc mà mình còn nhỏ, mình lúc nào cũng có cái bản ngã rất là lớn. Cái gì mình cũng sẽ tìm cách để mà giải thích cho nó. Cho nên là càng nghe quen càng lớn mà mình nhận ra là mình đã sai ở chỗ đó để mình sửa, thì đối với trường đó là sự trưởng thành. Còn anh? Thực ra thì ngoài những cái mà các bạn nói nãy giờ, thì đối với anh thì anh lại nghĩ trưởng thành đó là mình biết mình không bao giờ trưởng thành được. Tại vì lúc nào mình cũng sẽ thấy, khi mà đến một cái giai đoạn nào đó, mình cũng sẽ phát hiện ra có những cái mình đã làm được, nhưng có những cái mình vẫn phải học hỏi hoài. Chị Tú vẫn còn buồn chứ? Ừ, thấy mặt cọc ghê. Còn mệt vẫn còn đang buồn. Trưởng thành á? Trưởng thành là gì ạ? Trưởng thành đối với em là không cãi lộn nữa. Nhưng em vẫn còn cãi lộn, em chưa trưởng thành. Hợp lý quá. Sao mà duyên dáng quá vậy? Thật ra để mà nói về trưởng thành thì giống như cái bước đầu tiên, giống như em khá giống Huy, là tại vì mình phải cần nhìn thấy những cái vấn đề của mình đến từ mình, xuất phát từ mình. Và cái thứ hai em nghĩ là khi mà mình trưởng thành rồi thì mình không còn chỉ sống cho một mình nữa. Có nghĩa là mình bắt đầu mình sẽ phải quan tâm đến cả một cái không gian mà mình đang hiện diện, hoặc là những người xung quanh của mình, và rất là nhiều bạn bè, gia đình, hoặc là tất tần tật mọi thứ, kể cả trong công việc cũng vậy. Thì bắt đầu mình sẽ nghĩ đến một cái điều gì đó nó mang lợi ích chung cho tất cả mọi người hơn là cái việc mà mình nghĩ cho một mình. Hay, anh nhớ có một tiền bối cũng nói với anh như vậy: người nghệ sĩ sẽ không bao giờ cảm thấy chơi vơi nếu như họ ngừng nghĩ về chuyện nổi tiếng của bản thân mà bắt đầu phụng sự. Yeah. Bài hát vừa rồi em có nhiều thông tin về nó không? Em đã từng nghe bài hát này chưa? Dạ, thật ra đây là một trong những bài mà em rất là thích. Sau khi mà chắc là mấy ngày mà anh Only See anh hát ca khúc này của Thiện, thì em đã nói chung là nghe mỗi ngày, tại vì em thấy cái thông điệp của cái bài hát nó khá là phù hợp với lại cái cá tính của em, cũng như là cái cách sống của em. Thì nó cũng là một trong những cái bài mà cứ mỗi lần đi karaoke hoặc là gặp gỡ bạn bè là em hát. Và có một cái thông tin nữa là bài hát này được nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện kết hợp cùng với ekip Hàn Quốc để chúng ta có được một cái tuyệt phẩm mà mọi người đã lựa chọn rất là nhiều cho những cái buổi karaoke của mình. Mời quý vị cùng đến với dữ liệu tiếp theo. Trời, này khó nha. Rồi. Vừa chạy vừa khóc hả?
Vừa đi vừa khóc, không phải Bước chạy tình yêu. Đừng quên là chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện nha. chạy về khóc. Đúng rồi, chạy về khóc. Với anh. Chạy về khóc với anh gì đó đúng không? Chạy về chạy. Em đi tập thể dục, em chạy bộ mệt quá, em về em ôm bồ em khóc. Chính xác, Huỳnh Tú đã đoán rất là chính xác bài hát này. Thưa quý vị, chạy về khóc với anh qua tiếng hát Lục Huy. Lên em ơi. Diễm vĩ hay là hương tóc mềm, ngàn vì sao trắng sáng hơn đôi mắt của em. Thật đẹp đến chẳng thèm thùng phải nấp sau mây. Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay? Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì cứ lại tự kìm lòng suốt thôi. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai để suốt đời này được không? Chặt lá bên đời, giờ từng cơn gió kia sẽ đi đến dạo chơi. Sợ rằng cơn gió chợt vô tình, cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này được có. Cây không muốn lá rời cành lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Phong ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này được có. Dù sao anh cũng đây rồi làm người theo em đến hết đời này mà trời lâu lắm rồi mới nghe Huy hát một mình á. Lâu lắm rồi em đâu hát một mình đâu. Thực ra thì em đã ao nhóm được khoảng một năm nay rồi. Và em cũng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông rồi. Thì khoảng thời gian này cũng là cái khoảng thời gian mà kiểu em định hình lại bản thân mình. Tìm kiếm xem là mình thực sự muốn làm cái gì. Mình thực sự muốn cống hiến cho nghệ thuật theo cách nào. Và mình muốn trở thành ai thì
Em nghĩ rằng là em đang bắt đầu trên cái con đường để chuẩn bị cho những cái sản phẩm tiếp theo của mình. Dạ, cứ bình tĩnh ha, thời gian sẽ trả lời. Nội dung bài hát vừa rồi có biết là nói về cái gì không? Theo những cái mà em nghe mà em hát thì em thấy là hình như là, nghĩa là cô này với anh này là một cặp bạn thân từ rất là lâu rồi, và cô này thì đã đi yêu rất nhiều người khác và kiểu hai người này vẫn tiếp tục là bạn thân, thì anh này vẫn ở bên yêu thương chăm sóc cô này nhưng mà chưa từng nói ra lời yêu kiểu như vậy. Mà kiểu như bạn gái này chỉ xem anh này đi là anh trai. Đúng rồi, chỉ là anh trai. Mọi người có nghĩ là tình yêu vốn dĩ là một tình bạn được thăng hoa lên không? Nó phải là như vậy. Dạ, nó bắt buộc phải thế đúng không? Tại vì khi mình là bạn, mình cũng có những người bạn mình đã từng ghen tức với người bạn của mình. Khi mình thấy cái người đó người ta dành tình cảm cho một cái nhóm bạn khác hoặc là một cái người nào đó mà tự nhiên cái người ta bỏ quên mất mình, thì đó anh nghĩ nó hoàn toàn nó xuất phát từ cái chữ tình bạn trước. Bởi vì làm bạn thì chúng ta mới hiểu được nhau, mới chia sẻ được nhau. Với anh nó là như vậy. Có một cái điều rất là em cảm thấy rất là thú vị như thế này nè, là sẽ có những cái người mà mình không gặp, mình chưa bao giờ mình gặp họ, nhưng mà cái kiểu cảm giác đôi lúc mà mình lại muốn mình nói chuyện với người ta, nó có một cái sự kết nối lạ kỳ luôn, mà rất là kiểu như là mình sẵn sàng mình mở lòng để mà mình chia sẻ với một cái người lạ nào đó, còn hơn là những cái người mà mình từng quen biết hoặc là cái người mà đang đồng hành với mình luôn. Nhưng mà không phải là đi quá giới hạn hay gì, chỉ là mình muốn nói chuyện, mình cảm giác là à, bạn này cho tôi cái cảm giác an toàn, tôi chia sẻ. Còn anh thì sao? Anh chắc nhiều trải nghiệm á. Thực ra những cái mà tất cả ba bạn nãy giờ nói thì đối với anh cái đó nó quá là bình thường. Anh nói ở đây bình thường là gì? Tại vì nó là những cái trong quá trình mà mình trưởng thành đó. Tức là mình sẽ đi qua, giống như cái trường hợp của Ali thì cũng giống như anh thôi. Và anh hiểu luôn tính cách của cái người bạn đó. Có nghĩa là tại vì họ đang nhìn thấy cái năng lượng của em, cái tình cảm của em dành cho họ quá nhiều. Và đôi khi họ cảm giác bản thân họ bị yếu thế trước cái tình cảm đó. Tuy nhiên, tính cách của họ lại không cho phép họ được yếu hơn bất cứ người nào cả. Thành ra là họ sẽ làm cho em bị cảm giác là em là cái người đang sai. Chẳng qua là ngay cả bản thân họ cũng đang không đối diện được với cái cảm xúc thật của mình. Dạ, cái này em cũng rất là đồng cảm, tại vì sáng nay em cũng mới có nghiên cứu về chủ đề này. Tức là một cái người mà họ không có đủ cái cảm xúc để họ yêu ấy, là họ không đủ cái khả năng để yêu thương một người mới. Tại vì có lẽ là họ có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra trong quá khứ, hay là họ có rất là nhiều những cái chuyện trong về gia đình làm cho họ cảm thấy họ sợ yêu, hoặc là họ cảm thấy rằng là khi họ tiếp xúc với tình yêu đấy thì sẽ có một chuyện gì đấy xảy ra. Thưa quý vị, tổng đài anh chị Thỏ Nâu kết thúc ở đây. Đúng rồi. Để mình đến với bài hát. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Khu Vườn Thanh Âm. Thôi bây giờ cô gái cầm hoa dừng lại. Ồ không, nhưng mà trái tim này bị nứt. Trái tim bị nứt chứ không phải trái tim gắn nhau nha. À, nếu mà Nguyễn Phúc Thiện thì có một bài mà rất nổi tiếng rồi, mà em từng hát, mà nếu có từ không trong đó thì chắc chắn là phải là bài này. Đó chính là Em Không Sai Chúng Ta Sai. Không. À không. Cái bài không gì nữa. Chính xác thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất hit của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, Em Không Sai Chúng Ta Sai, qua tiếng hát Hakuta Dũng Hà. Phút ấy không ngờ đến ngày ta chia tay, xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy, nhưng dù sao điều anh muốn biết khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết, phải nhân đau một lần mới thấu. Nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vun mất về sau. Anh thật sự ngu ngốc, bao vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm
nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại đến anh mà. Bao lần ta bỏ qua cho nhau, nhưng nỗi lòng cả hai tạo ra nhiều vết xước. Hình như sau mọi lần cãi vã, anh dần dần nhận ra ta không còn thân nhau, yêu nhau như lúc ngày ấy. Anh thật sự ngu ngơ, bao về người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh là nụ cười em ném hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Đành để em cứ đi như vậy, nếu em không còn yêu anh nữa. Mọi người vì tình yêu đến vậy, chia tay đã tìm người tốt hơn. Giật mình em mới biết anh quá vô tâm, đến ngay cả một người cũng đánh mất. Anh thật sự ngu ngốc, bao về người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh là nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mà. Điều sau cuối anh là nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để thưa quý vị, trong MV Em Không Sai Chúng Ta Sai này có một cái cảnh rất là nổi tiếng mà không biết là mọi người có để ý hay không. Tú có biết cảnh gì mọi người thích nhất không? Cái cá nhân em là cái khúc mà em để ý nhất là cái khúc của Eric, là Che Mặt. Xong đang đi chơi với người yêu á, thì giống như là Eric cũng là một người nổi tiếng, thì khi mà mọi người phát hiện, thì cái khúc mà chạy á, đưa nhau chạy đi, thì bạn buông tay của người yêu ra. Em nghĩ là với cái câu chuyện đó thì chắc là cái bạn người nổi tiếng này chưa dám chịu trách nhiệm với lại cái tình yêu và hành động của mình. Hoặc là mình sợ mất cái này, rồi sợ nói chung suy nghĩ quá nhiều thứ cho những vấn đề. Thật ra bây giờ em mà có người yêu, em nói thật, em sẽ nắm tay em đi ngoài đường liền. Mà quan trọng bây giờ em chưa có nha. Bây giờ em chưa có nha. Chưa có em không ngã cái gì luôn. Đến giờ là mượn mạnh hả em? Vẫn phải nhấn mạnh chuyện này. Mà cả nhà có thấy là một cái điều là như Ali đang mượn chương trình để tìm người yêu vậy đó. Đúng vậy. Nhưng mà có một cái là em muốn nói là nếu như mà Thiện, Nguyễn Phúc Thiện á, có xây một chương trình này á, thì mong là Thiện hãy viết cho Tú một bài là Em Không Sai, Anh Sai. Anh sai, anh sai. Anh sai. Sao quá nha, tôi thật sự cố chấp. Dạ. Em thật sự cố chấp. Em chịu hết nổi, em thì tới đây tìm người yêu, còn chị tới đây để thể hiện sự cọc cằn của chị. Tại sao vậy? Khu vườn Thanh Âm của chúng ta là một nơi mà nó là âm nhạc, đúng không ạ? À? Chúng cũng ta nhiều thanh quá... âm mà mấy thanh âm này nó hơi giật giật. Không, nhưng mà tính ra anh thấy cái cặp này nó là thú vị đó chứ em. Tại vì người ta cứ nghĩ khu vườn Thanh Âm thì sẽ chỉ bao gồm những cái âm thanh nó rất là nhẹ nhàng, yên ả. Nhưng mà cuộc sống của mình đôi khi nó lại cần những cái âm thanh nó khác biệt như thế này, đúng không ạ? À? Nó cũng giống như trong tình yêu vậy đó. Đôi khi là mình cứ thấy là những cặp đôi mà cứ yêu nhau yên ả quá, thì chính bản thân người trong cuộc họ cũng có những cái lúc họ sẽ tự suy nghĩ là ủa sao mình không giống như người ta, mình yêu mà sao nó bình thường quá vậy, đúng không?
À, thật ra thì phải nhờ có khu vườn tây năm mà chúng ta mới có thể trải nghiệm những cái bài hát quen thuộc qua những cái tiếng hát lần đầu tiên thể hiện. À, quý vị sẽ được nhìn những cái bài hát đó với một cái góc nhìn khác. Nhưng cái bản vừa rồi anh hát mọi người cảm thấy rất là chill theo, rất là vui theo. Mình cũng hơi bất ngờ khi mà kiểu mình nhận được một cái lời mời. Không phải là vì mình không tin vào khả năng của mình, vì bản thân Hakuta là một người mà cũng cái gu cá nhân của mình, cá tính vậy. Dạ, yeah, nó đã khác với mọi người rồi. Cho nên là mình chỉ mong là giống như hồi nãy giờ mình chia sẻ trong cuộc sống á, có những lúc này thì có những lúc khác. Và thực ra thì chúng ta mỗi người sẽ thể hiện một cái cách yêu thương khác nhau. Hakuta vẫn có thể hát những bài nhạc tình buồn giống như Ali, nhưng mà chắc chắn Ali hát nó sẽ khác mà Hakuta thì hát sẽ khác. À, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên gửi một lời cảm ơn chân thành đến giám đốc âm nhạc Nguyễn Minh Cường và ban nhạc đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc hoàn thành những cái bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời đến với khu vườn Thanh Âm. Thưa quý vị, khu vườn Thanh Âm được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông Bi, phát sóng trên kênh HTV7 19:30 chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Đón xem Khu vườn Thanh Âm phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần vào lúc 19:30 trên kênh HTV7 và 20:00 trên kênh YouTube Bee Music.